tay với đau cổ 20 năm nay rồi. Dạ. Rồi. Rồi cứ mỗi lần bị thì cứ đi kinê rồi đi massage. Rồi cái 6 tháng nay thì bị nặng là tay chân cứng đơ hết. Tay không có chân, tay không cứng đơ hết. Rồi mới đi mổ can anh cặp nha. Ừ. Xong rồi mổ xong cái bị lên nguyên cánh tay bại. Thì bây giờ dơ ra sao không được, 6 tháng nay phải nghỉ làm. Ừ. Dạ. Xong rồi xong mới bị cái mới khám phá ra là bị viêm xoang. Tất nhiên là đỏ, là cầm cái muỗng mà cào cái gió là nó ra đỏ bầm hết. Ừ. Bị tay với bị chân. Xong cái mới nói cho anh Thái, thì anh Thái nói là bây giờ phải chườm đá lạnh. Thì rất là hiệu nghiệm. Ừ. Chườm đá lạnh xong là hết bị, không có bị nóng sưng nữa. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cái tay vẫn không có gãy lưng được. Dạ. Ở đằng sau dơ là làm sao. Dạ, được. Dạ. Mà nghỉ làm 6 tháng nay rồi. Dạ. Dạ. Vẫn chườm gan mà bây giờ chườm nóng xong bây giờ anh Thái có nói là chỉ chùm là bây giờ chườm lạnh. Tay rồi. Dạ. Mà cũng đỡ nhưng mà vẫn còn bị lúc. Ok. Dạ. 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 Thầy hồi nãy thì cái tay dơ lên cao hai cái bằng chỉ bằng vậy thôi. À. Mà bây giờ sao thì vẫn là thì bây giờ nó lên gần bằng. À. Rồi. Lên gần bằng. Rồi. Hồi nãy thì cái tay này ra làm sao không được ra tới đây thôi. À, tới đó thôi. Bây giờ? Bây giờ thì lên được cao. À. Rồi. Dạ. Mà gài xuống chen không được? Không, gài xuống chen. Gài lưng không được. Gài được chứ gài được. Thì được nhưng mà thấy nhẹ nhàng hơn lại. Ok. Ok. Rồi. Sao? Cái chườm đá thì hồi nào giờ chườm đá nóng không? À. Thì cách đây anh Thái nói bây giờ phải chườm lạnh. Đúng rồi. Thì hết bị viêm. À. Chứ không thì lúc nào cũng đỏ tím. À, đúng rồi. Dạ. Rồi. Cảm ơn thầy. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.